Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì ở bên chỗ mình là nắng rất là đẹp luôn nha mọi người. Cái cửa sổ mình đóng lại nhưng mà có cái nắng nó xuyên qua, nó gọi vô tới chỗ mình luôn nè. Nắng rất là đẹp luôn, cho nên là bữa nay mình tranh thủ mình làm cái giá đậu xanh này. Cái giá đậu xanh này thì mình thích làm cái giá mà mấy bữa nắng để mình đi phơi cái hạt đậu thì giá nó lên sẽ được tốt. Giờ thì mình sẽ đi cân cái đậu này. Mình thường làm cái cũng làm ít thôi. Mình thường làm giá thì cũng làm vừa đủ cái lượng ăn á. Thường mình chỉ cân khoảng 50 gram thôi. Thì làm đủ một lần ăn. Để làm nhiều á thì nhiều khi không có xài hết á. Thì để lâu tủ lạnh nó hư thì rất là phí. Mình cân một khía thôi. Thì cái đậu này mình sẽ đem ra mình đi phơi nắng. Thì nắng ở bên ngoài ban công rất là đẹp luôn rồi. Mọi người biết cái chỗ của mình ở là rất là ít người châu Á, cho nên là mua đồ ăn châu Á là cực kỳ khó luôn nha. Cái đậu xanh thì mình rất là thích ăn đậu xanh, tại vì mình thích làm giá đậu nè, hoặc là nhiều khi mình nấu đậu xanh mình ăn, hoặc là mình nấu chè mình ăn. Thì nói chung là mình là rất là thích chè rồi. Nhưng mà cái nấu chè ở bên này thì cũng hơi khó nha, tại vì không có mua được nước cốt dừa mọi người. Đó, rồi cái mình thì thích nấu đậu hoặc là làm giá ăn, tại vì nó mát á, nhiều khi mình bị nóng trong người mình ăn hai cái đó thì nó mát. Nhưng mà mua đậu xanh rất là khó luôn. Thì mình có chat hình ở trên mạng á, cái mình mới đưa cho mọi người trong nhà mình hỏi là có biết cái đậu đó là ở đâu bán không, thì mọi người mới nói là đó giờ không có thấy cái đậu đó. Đó thì ông chồng mình ông chở mình đi siêu thị. Ở chỗ mình nó cách khoảng 20 phút chạy xe thì có một cái siêu thị rất rất là lớn luôn, bán đủ đồ mọi thứ trên đời hết trơn á, nhưng mà đồ ăn châu Á thì không có, vậy thôi à, chứ không có gì trơn á. Thì ổng dẫn mình đi xong rồi mới dẫn là những cái chỗ mà anh hay mua đồ á thì kiếm đậu xanh không có có. Lần nào đi mình cũng là cố gắng là căng mắt lên kiếm đậu xanh hết trơn nhưng mà không có. Thì có nhiều khi mình nghĩ là mua trên mạng đi, nhưng mà thấy mua trên mạng cái giá nó vừa mắc mà thêm cái tiền phí ship á mọi người, cái phí ship nó gấp đôi gấp ba lần cái giá của đậu luôn á, cho nên là từ bỏ cái ý định đó luôn. Thì có một lần á là mình cũng đi siêu thị với ảnh nữa, thì cũng kiếm vòng 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 không có, thì ảnh nói là thôi không có rồi, là ảnh bỏ cuộc rồi đó. Xong rồi cái mình mới đi lang thang ở những cái kệ khác á, thì mình mới thấy đậu xanh, thấy được hai ba bịch gì đó, mừng dữ lắm, mừng luôn. Mình mua được một bịch như vậy là nửa ký, bịch về nửa ký nè, thì giá của nó là khoảng gần 2 euro ha, thì tính ra cũng khoảng bốn ngoài 50 ngàn, bốn mấy 50 ngàn gì của mình á. Thì mua được một bịch. Xong rồi tới lần đi siêu thị thứ hai, lần sau mình đi là không còn tìm thấy một bịch nào nữa cả, hết trơn luôn. Đó. Thì chồng mình mới nói là thôi giờ gán đi, chắc đợi cái đợt hàng lần sau của siêu thị về, nhiều khi người ta có nhập cái hàng đó về thì mua nhiều, mua 4-5 bịch gì đó để dành. Thì kiếm cái đậu đó phải nói là cực kỳ gian nan luôn. Giờ là mình đang có cái kế hoạch là mình sẽ dự trữ lại một ít hạt đậu để mùa xuân năm sau mình trồng thử coi nó sống không á mọi người. Thì cái chỗ mình ở thì vùng núi, nó cao khoảng 800 mét so với mực nước biển, thì có một số cây trồng ở vùng nhiệt đới của mình nhiều khi là trồng không có được.
thì người ta chỉ trồng những cái loại cây của xứ ôn đới, xứ lạnh thì nọ thôi, còn đậu thì nó cũng có nhiệt đới rồi, sợ nhiều khi nó không có sống được tốt á. Thì mình nói thôi để dành một ít đi để trồng thử coi, nếu mà trồng được thì mình lấy hạt đó mình sử dụng để khỏi phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm. Ở cái chỗ của mình thì người châu Á hầu như là rất là ít, cho nên là đồ ăn là kiếm không có. Đi vô siêu thị mà kiếm mì ăn liền của mình là không có gì trơn á nha mọi người, không có mì ăn liền. Rồi nước mắm là tuyệt đối không có nước mắm luôn, bột ngọt là tuyệt đối không có bột ngọt luôn nha, chỉ có hạt nêm á. Hạt nêm thì người ta không phải là hạt nêm mà hạt gờ gờ như của bên mình, mà người ta đóng thành viên như vậy nè, giống như là viên kẹo dừa mình vậy đó, đóng thành viên viên như vậy đó. Thì mà cái màu nó màu nâu, hơi nâu nâu nữa. Thì có hạt nêm thì cũng đỡ, rồi nấu ăn thì cũng được, chứ không có hạt nêm nữa mình không biết nêm sao luôn á. Rồi cái còn gì nữa ta, nước tương thì có nước tương nha, có mình có thấy nước tương của Maggi á, chai nhỏ như vậy nè. Thì nhưng mà mình không có mua, tại vì nước tương thì thường là ăn đồ chay đồ, chứ còn đồ mặn mình thì mình thích ăn nước mắm chứ không muốn ăn nước tương, nên là mình không có mua. Coi còn gì nữa ta. À đúng rồi, mình có mua được bún, bún khô mọi người. Cái bún khô này là của Thái Lan mà, chứ không phải của mình đâu, của Thái Lan. Mua được cái loại này về làm bún xào ăn. Ở trong gian bếp của mình, đồ của Việt Nam, đồ của châu Á đi, gọi là đồ châu Á thì chỉ có là đậu xanh mình làm giá với hởm là mình nấu ăn thôi, với lại bún khô mình làm bún xào khô ăn, chỉ có được nhiêu đó thôi, nấu cho ăn đỡ nhớ đồ Việt vậy thôi, chứ nó không có được ngon như bên mình, tại vì đồ nêm nếm đồ là nó không có chuẩn rồi, là chỉ nấu ăn cho đỡ nhớ vậy thôi. Còn gì nữa ta? Đúng rồi, bánh tráng. Mình có thấy được một bịch bánh tráng duy nhất của Thái Lan luôn nha mọi người, mà nó cũng không có rẻ nữa, nó khoảng hơn ba ơ, tính ra khoảng 60-70 ngàn. Thì ở bên Việt Nam mình mua cái đó chừng cỡ 10 ngàn, mười mấy ngàn, chứ đâu có mắc gì đâu đó. Thì thành ra mình không có mua. Với lại thứ hai nữa là mình mua bánh tráng về thì cũng không có đủ nguyên liệu để mình làm gỏi cuốn á, giống như là hải sản á, thì mua cũng khó, tôm này nọ nó cũng không có được tươi á mọi người, rồi rau đồ nó cũng không có đầy đủ để mà mình cuốn bánh tráng nữa, cho nên là mình cũng không có mua luôn. À, mình chỉ tìm thấy một bịch bánh tráng duy nhất thôi đó nha, chứ không có được bịch thứ hai đâu. Thì những cái coi còn gì nữa ta. Đúng rồi, có ăn hôm á là mình thấy có bán gạo, gạo jasmine của Thái. Mọi người thấy là bán một hộp gì là nửa ký, thì tính ra là ba ơ. Cái giá gạo đó là nó mắc gấp đôi gạo Ý á, cho nên là mình mua được có nửa ký à. Đó thì hôm bữa là mình nấu cơm ăn rồi, nói chung là ăn cũng ngon lắm, tại vì gạo jasmine thì nó ngon mà. Thì ăn xong rồi thì mình không có mua nữa, thì mình thấy cái giá nó cũng gấp đôi gạo của Ý á, nên là mình mua gạo Ý mình ăn. Với lại giống như là mình mua gạo Việt á thì mình nấu món Việt ăn nó mới ngon, chứ còn ăn gạo Việt mà ăn với món Ý thì thấy nó chất quớt à, cho nên là mình cũng không có mua nữa. Thì đặc biệt là bây giờ là nhớ cái mùi nước mắm dữ lắm nha mọi người, nhưng mà không có tìm được nước mắm. Có một lần mình lên mạng tìm thì có thấy người ta bán nước mắm Nam Ngư, nhưng mà mình không biết chính xác là nước mắm Nam Ngư đó là của Việt Nam hay là của Thái Lan nha mọi người. Tại vì mọi người biết là có một số cái thương hiệu nước mắm của bên mình đó, nhưng mà Thái Lan người ta đã đăng ký nhãn hiệu rồi, cho nên là mình thấy để nước mắm Nam Ngư vậy đó, chứ không biết là của hàng đó là của Việt Nam hay là của Thái Lan. Thì người ta bán một cái giá rất là hạt rẻ luôn á, là khoảng gần 40 ơ một chai nước mắm mà chưa được nửa lít nữa là 40 ơ, cho nên là mình thấy cái giá đó nó hạt rẻ quá trời nên không dám mua mọi người. Thì cái giá là gần 40 ơ rồi còn thêm tiền ship nữa,
thì thấy là cái giá đó là nó quá trời nhiều rồi, cho nên là không có dám mua. Với lại nếu mà mua thì chỉ có mình ơi mình ăn thôi, chứ còn gia đình bên này thì người ta không có quen ăn á, nên ta không có ăn. Thì thấy nó cũng kỳ, thì giá đó nó mắc quá đi. Mình nói hạt dẻ chứ thật ra là nó rất là mắc. Thì mình thấy chai nước mắm chưa được nửa lít nữa mà gần 40 ơ, thì cái giá đó là nó quá cao rồi. Cho nên là mình cũng không có mua luôn. Nên là cuối cùng là ở trong cái gian bếp của mình đồ ăn châu Á là hầu như không có, chỉ có là mua được gạo nè, mua bún khô của Thái Lan nè, với lại mua đường bịch đậu xanh, chỉ có nhiêu đó thôi đó. Thì cái mình có lên mạng tìm thông tin của một số cửa hàng bán đồ châu Á, thì có một số cửa hàng ở bên Thụy Sĩ mọi người, thì nó cách chỗ mình khoảng tầm 50 cây số. Thì chỉ có một điều là ở Thụy Sĩ thì cái giá sinh hoạt của người ta nó mắc hầu như là gấp rưỡi gấp đôi bên này, cho nên là không có đi mua. Thì ông chồng mình ông mới nói là thôi giờ ráng đợi tới mùa thu á, thì lúc mà ông rảnh rảnh rỗi công chuyện á, thì ông chở cho mình đi tìm một số cái cửa hàng bán đồ châu Á để coi có gì thì mua đó. Giờ thì ráng ăn đồ ăn Ý đi, giống như là một số chị em nào mà ở châu Á hoặc là ở những nước mà có nhiều người Việt á, thì sẽ không có nhớ những cái món ăn Việt của mình nhiều ha, tại vì người ta có bán đầy đủ hết. Còn chỗ mình á, thì hầu như là rất là khó mua, nên là nhớ đồ ăn Việt Nam lắm. Ở nhiều khi ở nhà điện hỏi là có nhớ nhà không, thì mình mới nói là bây giờ chưa có nhớ nhà nhưng mà nhớ đồ ăn quá đi ha. Chứ giờ nhớ nhà thì chưa nhớ nhà, giờ là nhớ mùi nước mắm lắm. Giờ có nước mắm là chan cơm ăn thấy cũng ngon nữa. Nước tương thì có nhưng mà không có mua, tại vì nước tương thì ăn đồ chay rồi thôi chứ đâu có ăn đồ mặn được, nên là không có mua. Giờ thì có trong bếp có gì làm đó ăn, với thường là mình làm món Ý ăn thôi. Cái đậu của mình ngâm khoảng 3 tiếng đồng hồ, giờ nó nở rồi nè mọi người, nó hút nước vô nó nở rồi nè. Giờ Diễm sẽ bỏ vô trong khay để mình ủ làm giá. Cái đậu này bên này mình mua rất là khó khăn cho nên là mình quý lắm. Mình làm giá một lần làm vừa đủ mà, chứ không có dám làm nhiều, để làm nhiều rồi ăn không hết nó hư rồi bỏ uổng lắm mọi người. Tại vì đi mua nó không có dễ dàng gì á, cho nên là rất là tiết kiệm. Em ủ vài bữa là nó lên giá rất là ngon luôn. Ở bên gia đình của mình ở bên này á thì không có biết ăn cái đậu này mọi người. Như bên gia đình chồng mình á thì trước giờ là không có xài cái loại đậu này, nên người ta không có biết. Đấy, giờ mình sẽ chùm nó lại rồi dưới nước lên. Qua bên đây thì những cái đồ mà tưởng chừng như rất là đơn giản ở Việt Nam mình luôn, thì qua bên đây mình thấy rất là quý luôn nha mọi người. Ở những cái thành phố lớn thì người ta có đồ của châu Á người ta mua dễ, còn chỗ của mình thì mua rất là khó luôn. Mà kêu ở Việt Nam gửi đồ qua thì cái chi phí nó cũng không có rẻ đâu, nó mắc lắm. Đây, nó thấm nước như vậy là được rồi nè.
Bây giờ mình sẽ đem cái khai đậu này mình bỏ vô một cái chỗ nó không có ánh sáng cho giá lên được đẹp ha. Ok, mình đi thôi. À, mình đóng cái cửa lại là nó sẽ tối hù luôn á, và giá nó sẽ lên rất là đẹp. Bữa nay thì mình làm một cái khay giá nhỏ vừa đủ ăn thôi, thì khoảng chừng 3-4 ngày nữa là nó sẽ mọc lên, và mọi người hãy cùng đón chờ kết quả với mình nha. Clip của mình ngày hôm nay thì cũng xin được phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau để mình xem là giá nó sẽ lên như thế nào nha mọi người. Tạm biệt tất cả các bạn.